ánh mắt mẹ dịu hiền, nhìn con yêu thương âu yếm. Ánh mắt mang nỗi niềm vì trần thế đắm trong tội khiêng. Lời mẹ nhắn khi xưa hay lần chuối mân côi, tôn sùng mẫu tâm sống kế thiệp cùng mẹ suốt đời. Mẹ nguồn ủi an những lúc con gặp đau buồn, mẹ là hào quang. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Yêu người thực hành những lời mẹ. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Peter Lê Thanh Quang và audio sắc đạo là hào quang xua tan đời con tối tăm. Xin mẹ phù du cho con một lòng yêu mến, mến Chúa yêu người thực hành những lời mẹ khuyên, mến Chúa yêu người thực hành những lời mẹ khuyên. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Anh em thân mến, ai trong anh em buồn sầu, người đó hãy cầu nguyện. Còn ai hân hoan, người đó hãy ca hát thánh vịnh. Ai trong anh em ốm đau ư, hãy mời các trưởng lão giáo hội đến, để các ngài cầu nguyện và nhân danh Chúa sức dầu cho người đó. Lời cầu nguyện phát xuất từ lòng tin sẽ cứu được bệnh nhân và Chúa sẽ cho người đó được bình phục. Và nếu người đó mắc tội thì sẽ được tha. Vậy anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được cứu độ. Vì lời cầu nguyện của người công chính rất linh nghiệm. Elia là con người đau khổ giống như chúng ta. Thế mà ông kiên tâm cầu nguyện để trời đừng có mưa, và trời đã không mưa trong 3 năm 6 tháng. Rồi ông lại cầu nguyện, và trời đổ mưa, đất trổ sinh hoa quả. Anh em thân mến, nếu ai trong anh em lạc đường chân lý, và có kẻ làm cho người đó trở lại, thì người ấy hãy biết rằng, kẻ làm cho người tội lỗi bỏ đường lầm lạc mà trở lại, sẽ cứu linh hồn người tội lỗi khỏi chết, và che lấp được nhiều tội lỗi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng,
hãy để các trẻ nhỏ đến cùng thầy. Đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu muốn các trẻ nhỏ đến với Ngài. Và những bà mẹ này rất là khôn ngoan đưa các em bé đến với Chúa Giêsu để Chúa Giêsu chúc lành cho các em. Và các môn đệ thì không quen đón tiếp các em bé, bởi vì đối với người Do Thái cũng như nhiều người lớn, người ta không có muốn sự quấy rầy của các em bé. Nhưng mà Thiên Chúa yêu các em bé, vì các em bé thì vô tội, các em bé ngây thơ, tốt lành. Nhưng sống trong xã hội thì lại bắt đầu học hỏi những cái gương mù, gương xấu và bao nhiêu sự dữ tác động đến các em. Cho nên cũng có lần Chúa nói là ai mà làm cho những kẻ bé mọn những gương mù, gương xấu thì đáng bị cột cối đá vào cổ mà thả xuống biển. Còn trong bài phúc âm này thì Chúa Giêsu nói rõ là ai đón tiếp một em bé thì là đón tiếp thầy, và ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ thì cũng không được vào nước trời, nghĩa là phải trở nên giống như một em bé. Em bé thì tùy thuộc hoàn toàn vào cha mẹ của nó. Nó không có tài sản riêng, không có quyền quyết định riêng, nhưng mà tất cả đều tùy thuộc vào cha mẹ. Cha mẹ đưa đi đâu thì nó đi đó, tại vì nó không có thể tự do để đi lại được, và nó cũng không có khả năng để đi xa được, nhưng mà phải có cha mẹ đưa đi. Qua đó, Chúa Giêsu nói với chúng ta là cái tinh thần của những em nhỏ là chúng ta sống như những đứa con của cha trên trời, như những em bé của cha trên trời, để tất cả đều tùy thuộc vào Thiên Chúa là cha của chúng ta. Cho nên nước Thiên Chúa là thuộc về những ai có tinh thần như là em bé vậy. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó. Cho nên chúng ta phải xác quyết cái niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa như là một em bé và gọi Thiên Chúa là cha. Chúng ta là những người con phải hiếu thảo với cha trên trời, nghĩa là làm theo ý của Chúa Cha. Ý của Chúa Cha dạy chúng ta qua 10 giới răn của Chúa, qua gương mẫu của Chúa Giêsu, là con một chí ái của Chúa Cha, đẹp lòng Chúa Cha. Ngài luôn luôn vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, ngay cả cho đến chết trên thập giá, Ngài cũng vâng lời Chúa Cha, để cho ý Cha được nên trọn, đừng theo ý con. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện giống Chúa Giêsu, xin cho ý của Chúa Cha thực hiện trong cuộc đời của chúng ta, để mỗi người chúng ta không làm vinh danh cho mình mà làm vinh danh Chúa, không làm theo ý của mình mà làm theo ý của Thiên Chúa, không tìm kiếm những cái hưởng thụ cho riêng mình, nhưng tìm cách để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Vì vậy mà chúng ta thấy ở trong bài đọc 1, Thánh Gia-cô-bê mời gọi chúng ta hãy cứu nhiều người về với Chúa để người tội lỗi bỏ đàng lầm lạc mà trở về với Chúa, thì linh hồn người đó khỏi chết trong tội và cũng nhận được sự tha thứ tội lỗi của Chúa cho chính chúng ta nữa. Vì vậy, Thánh Gia-cô-bê nói rất là rõ, khi đau buồn thì phải cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa như là một em bé nói với Chúa Cha, mình đau khổ, mình thất bại, mình thất vọng, thì mình nói với Chúa Cha những cái tình trạng thực sự của mình. Và một em bé nó đau thì nó khóc, thì người cha người mẹ sẽ lo cho nó. Nó khốn khổ, nó đói bụng thì nó nói với cha mẹ nó. Chúng ta cũng vậy, những nhu cầu về thể xác và tâm linh cũng như bao nhiêu sự dữ chuẩn bị tấn công chúng ta cũng nói với Chúa hết tất cả, vì Chúa là người cha yêu thương của chúng ta. Chúa là người cha luôn luôn có quyền năng để bảo vệ con cái của mình.
Điều quan trọng là chúng ta có nói với Chúa trong cái tình con thảo hay không. Còn nếu chúng ta không nói với Chúa, mà cứ để mặc như là chúng ta có thể giải quyết được mọi chuyện, thì chúng ta hãy ý thức thời đại của chúng ta. Càng văn minh, thì mạng sống con người càng bị đe dọa nhiều hơn bao giờ hết. Ngày xưa người ta đánh nhau, giữa hai người đánh qua đánh lại thôi, bị thương hoặc là chết chóc một vài người. Nhưng ngày nay vũ khí thì có thể tiêu diệt hàng loạt những người vô tội, và những người ở xa vẫn bị tiêu diệt qua bom nguyên tử, vũ khí ánh sáng, vũ khí làn sóng, hoặc là bao nhiêu những vũ khí virus, vũ khí hóa học, mà chúng ta thấy những vũ khí sinh học đó nó ảnh hưởng toàn cầu như thời đại của chúng ta. Một con virus thôi làm cho cả thế giới bị điêu đứng. Vì vậy chúng ta hãy nói với Chúa tất cả. Tự sức chúng ta không làm gì được hết, nhưng mà Chúa có quyền năng để làm những gì tốt nhất cho con cái của mình. Vì vậy chúng ta đừng có sầu khổ, đừng có dừng lại trong đau khổ mà không biết làm gì. Cầu nguyện. Hãy cầu nguyện luôn luôn, trong mọi nơi, mọi lúc, có một tâm hồn cầu nguyện, nói với Chúa mọi cái. Rồi khi vui, chúng ta hát thánh ca. Khi chúng ta đau yếu, bệnh tật, chuẩn bị tâm hồn về với Chúa, thì mời linh mục sức dầu, giải tội, cho rước lễ như của ăn đàn, để chuẩn bị những bí tích cuối cùng trên con đường về với Chúa mà có Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta. Cho nên trong bí tích sức dầu bệnh nhân còn ban cả ơn toàn xá cho người bệnh nữa, để họ phải về với Chúa, được Chúa gọi ra khỏi trần gian thì đi thẳng về với Chúa. Họ hưởng trọn vẹn ơn cứu độ của Chúa, giống như người trộm lành mà Chúa hứa là hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Thì chúng ta hãy đến với Chúa và thưa với Chúa tất cả những gì chúng ta đang gặp phải, đang khó khăn hoặc là sắp chết. Chúng ta đều cầu nguyện với Chúa và thân thưa với Chúa mọi việc, vì Chúa biết cái gì tốt nhất cho chúng ta. Còn tự chúng ta không làm gì được hết, nhưng mà Chúa có quyền năng để làm những gì tốt nhất cho từng người chúng ta. Vì vậy, đừng sợ những cái sự dữ nó xảy ra, nhưng sống như một đứa con ở trong tay của Chúa Cha. Chúng ta cứ quan sát một em bé mà nó ở trong tay của mẹ nó rất là bình an. Dù bên ngoài sóng gió, nó vẫn ngủ ngon trong vòng tay của mẹ nó. Chúng ta cũng vậy. Dù bao nhiêu sự dữ nó tấn công, chúng ta hãy ở trong vòng tay của Chúa Cha. Và Chúa Cha bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài có cả bao nhiêu đoàn binh thiên thần bảo vệ chúng ta. Ngài có triều thần thánh trên trời. Và quyền năng của Chúa Cha, Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa bảo vệ chúng ta. Ma quỷ sự dữ chẳng qua là những tạo vật hư hèn đã không làm đúng theo ý của Chúa, cho nên quay lưng với Chúa và khốn khổ đời đời trong hỏa ngục. Thì chúng ta đừng sợ, khi chúng ta có Chúa Giêsu, có Thiên Chúa là Cha của chúng ta hãy thưa với Chúa tất cả, để chúng ta hưởng được ơn cứu độ của Chúa, và giữa bao nhiêu sự dữ nó xảy ra, chúng ta không có phải bận tâm, vì sự dữ luôn luôn nó gây xáo trộn, nó gây đau khổ, nó gây bao nhiêu cái chết chóc, nhưng mà cái nguy hiểm nhất là làm cho con người xa hỏa ngục đời đời, và làm cho chúng ta xa cách Chúa mãi mãi như vậy. Đó là cái đáng sợ nhất. Vì vậy, chúng ta dứt khoát tìm kiếm Chúa Giêsu và xin Chúa trợ giúp chúng ta, bởi vì Chúa đã cân, đã lường sức chịu đựng đôi vai của từng đứa con, để Chúa huấn luyện chúng ta giữa bao nhiêu thử thách luôn luôn chọn Chúa. Giữa bao nhiêu thử thách, Chúa nâng đỡ chúng ta, để chúng ta không có xa chân lạc bước như Phêrô khi yếu đức tin là chìm xuống. Phêrô la lên thì Chúa đưa tay để kéo Phêrô lên. Chúng ta cũng vậy, Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta. Hãy kêu cầu lên Chúa, Chúa sẽ đưa tay cứu chúng ta lên. Chúng ta đừng sợ, vì có Chúa ở bên chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có nhớ đến Chúa không, có tìm kiếm Chúa không, có làm mọi việc theo ý của Chúa hay không. Và như vậy chúng ta đã biết là có Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta. Những người mẹ khôn ngoan đưa con đến với Chúa Giêsu
thì chúng ta cũng vậy, hãy đưa chính mình đến với Chúa Giêsu, đưa gia đình chúng ta đến với Chúa Giêsu và trình bày cho Chúa tất cả mọi thứ đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, bao nhiêu là virus, bao nhiêu là những bệnh tật, chiến tranh, nạn đói, hoặc là bao nhiêu những cái kế hoạch sự dự nó muốn tiêu diệt con người, thì chúng ta nói với Chúa và Chúa biết tất cả. Chúa có cách để làm cho chúng ta, nhưng mà Chúa tôn trọng tự do của từng người chúng ta, cho nên khi mọi người nói với Chúa, nài xin Chúa cứu giúp, thì Chúa sẵn sàng ra tay, và Chúa chỉ phán một lời thôi, thì chúng ta được lành mạnh cả hồn lẫn xác. Chúa chỉ phán một lời thôi, ma quỷ phải cút đi, phải biến tan. Ánh sáng của Chúa tiến đến đâu, thì bóng tối của ma quỷ, của sự dữ, nó bị biến tan đến đó. Vì vậy, chúng ta không có cách gì thoát khỏi những sự dữ, thì Chúa đã cho chúng ta cơ hội, Chúa Giêsu đến với từng người chúng ta, để chúng ta được bình an, được hạnh phúc, và giữa bao nhiêu thử thách, chúng ta không có phải vấp ngã, nhưng chúng ta luôn luôn bền tâm thiện chí để đi theo Đức Kitô, Chúa của chúng ta, và xin Ngài chúc lành cho chúng ta, hướng dẫn từng người chúng ta, gia đình chúng ta và thế giới hôm nay, giúp chúng ta có một tâm tình của một người đứa con, sống đẹp lòng cha của chúng ta trên trời, và nhìn mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung, để chúng ta sống bình an, hạnh phúc, tìm cơ hội để phục vụ, để trao ban, để cho đi, để làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, là hạnh phúc của chính mình. Có như vậy, chúng ta mới là những người con làm đẹp lòng cha, làm theo ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải ý riêng của chúng ta nữa. Amen. Đường xưa Chúa đi, gian nguy, xa lo gì, đau thương có ngại chi. Đường này Chúa đi, con vui bước theo Ngài, hiên ngang bước tình hồng. Đường xưa Chúa đi, vu oan Chúa cúi đầu, khinh chê Chúa lặng thinh. Đường này Chúa đi, con gieo rất công bình, xua đi những cực hình. Chúa ơi, xin Chúa giúp con lừa mến tình yêu, vui bước đi theo Ngài. Chúa ơi, có Chúa bên đời, ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời. Đường xưa Chúa đi, trông gai không nghi ngại, cô đơn giá lạnh run. Đường này Chúa đi, con gieo bước giữa đời, say mê sống tình trời. Đường xưa Chúa đi, oan khiên máu gai sâu, treo leo chốn đồi cao. Đường này Chúa đi, con mang tới lao tù, an vui với tình người. Chúa ơi, xin Chúa giúp con lừa mến tình yêu, vui bước đi theo Ngài. Chúa ơi, có Chúa bên đời, ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời. Chúa đi, con say vắng trên bờ.
đằng xưa Chúa đi, tim trai đã kêu căng, nhân gian oán hơn căm. Đường này Chúa đi, tim con đã ăn năn, van xin Chúa tình trời. Chúa đi, cây khô đã trơ vờ, mây mưa não nề rơi. Đường này Chúa đi, vươn tay đón ơn trời, say sưa phút tuyệt vời. Đường xưa Chúa đi, giang tay trời bi ai ra lạnh thay. Đường này Chúa đi, đan tay hướng quê trời, trao nhau Chúa hòa bình. Chúa ơi, xin Chúa giúp con lừa men tình yêu vui bước đi theo Ngài. Chúa sống cho cuộc đời, Chúa ơi, có Chúa bên đời, ánh sáng niềm vui, sức sống cho cuộc đời. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 25 tháng 5, lễ Thánh Giáo Hoàng Gregorio thứ 7, Thánh Beda Khả Kính, Linh Mục Tiến Sĩ. Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời Thánh Giáo Hoàng Gregorio thứ 7 và Thánh Beda Khả Kính, Linh Mục Tiến Sĩ, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 7 là một trong các giáo hoàng thời danh nhất trong giáo hội Công giáo. Khi ấy trong giáo hội có nhiều sa sút và lộn xộn, giáo sĩ giáo dân mất lòng đạo đức, các vua chúa lạm quyền buôn bán chức thánh. Ai đem tiền nhiều thì được làm giám mục, nên nhiều người có chức thánh mà không có đạo đức, không đủ khả năng lãnh đạo dân chúa. Thánh Gregorio hay là Hildebrand theo tên rửa tội, sinh khoảng năm 1028 tại Suano ở Toscan, nước Ý. Gia đình ngài không thuộc dòng tộc quý phái và có gốc Do Thái. Thấy con mình thông minh lại hiếu học, thân phụ thánh nhân gửi ngài tới thụ huấn với người chú là tu viện trưởng Đức Bà Maria ở Aventine. Hildebrand đã trở thành một tu sĩ dòng Benedicto. Tuy nhiên, khả năng đặc biệt của ngài đã sớm kéo ngài ra khỏi hàng rào tu viện để phục vụ tại giáo triều. Khi đắc cử giáo hoàng, trên đường về nhận chức, Đức Leo thứ 9 ghé qua Cluny và dẫn theo thầy dòng trẻ tuổi Hildebrand để làm cố vấn cho mình. Đức Giáo Hoàng đã trao cho ngài điều khiển tu viện Thánh Phaolô và đặt làm hồng y. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 9 là vị tiên khởi trong cuộc cải cách Gregorio, là khuôn mặt sáng giá nhất trong cuộc cải cách này. Nhưng chính Đức Leo là người khởi xướng. Kể từ việc đề cử của Đức Leo thứ 9, Hildebrand đã có ảnh hưởng lớn lao trong nhiều triều đại liên tiếp. Khi được cử làm đặc sứ tại Pháp, Đức Hồng Y Hildebrand đã chống lại nhiều tập tục xấu. Trong hội đồng họp ở Tours, ngài đã buộc Berenger từ bỏ những lầm lạc của mình. Thế là chính ngài đã giữ phần quyết định trong cuộc tranh luận về bí tích thánh thể giữa Lanfranc và Berenger.
Ngài ủng hộ giáo thuyết về sự biến thể của Lanfranc, nhưng cũng giảm bớt sức đối kháng để trình bày cách mầu nhiệm hơn. Dưới ảnh hưởng của Đức Hồng Y Hildebrand, chức giáo hoàng ngày càng tách biệt với hoàng đế hơn. Một liên minh hình thành với nhiều nhà cai trị ở miền nam nước Ý, chống lại các hoàng đế nhà Hohenstaufen. Đức giáo hoàng nâng đỡ phong trào quần chúng chống lại hoàng đế ở Milano, nhưng tâm điểm đường lối chính trị của tòa thánh được diễn tả trong việc chọn lựa Đức giáo hoàng dành riêng cho Hồng Y đoàn. Nói cách khác, ảnh hưởng của hoàng đế bị rút lại, nếu không nói là bị hủy bỏ. Năm 1073, dưới ảnh hưởng đã trở nên lớn mạnh. Đức Hồng Y Hildebrand đắc cử giáo hoàng với hiệu Gregorio thứ bảy. Để cứu vãn giáo hội khỏi mọi ảnh hưởng thế quyền, Ngài công bố bản sắc 27 sắc chỉ gọi là những quyết định giáo hoàng, Dictatus Papa, 1074-1075, như những khỏa lệ nói lên sự phục tùng thế quyền đối với thần quyền. Tình hình giáo hội lúc này thật đáng buồn với nhiều thảm trạng đang diễn ra. Đích thân giáo hoàng thấy rõ những điều đó, sống khắc khổ như một thầy dòng. Ngài đã sáng ngời như mặt trời, chiếu rãi vào ngôi nhà giáo hội, đầy uy quyền trong lời nói và việc làm. Ngài đã nỗ lực tái lập kỷ lục truyền bá đức tin, diệt trừ các lỗi lầm, nhất là việc Ngài chống lại Hoàng đế Henry thứ 4 nước Đức. Ông hoàng này ham mê khoái lạc và tham lam, đã dám bán quyền giám mục và các chức vụ trong giáo hội cho những người bất xứng. Năm 1075, Đức Gregorio thứ 7 đã tuyên bố phạt mọi người ở bất cứ địa vị nào dám dùng tiền để mua bán chức thánh. Với tình phụ tử, Ngài cảnh cáo Hoàng đế Henry thứ 4 và các lạm quyền của ông. Tức giận, ông bắt cóc Đức Giáo Hoàng đang khi Ngài làm lễ và giam ngục. Nhưng rồi dưới áp lực của dân Roma, ông phải thả Ngài ra. Đức Giáo Hoàng đã tha thứ cho ông. Tuy nhiên, nhà vua vẫn ngoan cố. Năm 1076, ông triệu tập một số giám mục, rồi đặt Cnibert de Ravenna làm giáo hoàng. Đức Gregorio thứ 7 liền ra vạ tuyệt thông Henry thứ 4. Hối hận và sợ các quan bất phục, Henry thứ 4 lo giữ ngôi bằng cách đến Canossa làm việc đền tội. Ngày 18 tháng 1 năm 1077, Đức Giáo Hoàng giải vạ cho ông. Một thời gian sau, Henry thứ 4 lại trở mặt. Ông đặt một vị phản giáo hoàng là Clement thứ 3 tại Roma và ông đem quân sang Roma để bắt Đức Giáo Hoàng. Nhưng Đức Gregorio đã kịp thời rút lui về Solena và qua đời tại đây năm 1085. Trước khi Ngài qua đời, Ngài đã nói: "Ta yêu mến điều công chính và chê ghét sự gian tà nên mới phải chết ở chốn lưu đày này." Người ta đã nói tới cuộc cải cách thời Gregorio, phải nhận định rằng ý tưởng của Ngài rất cao thượng. Ngài quan niệm hàng giáo sĩ được đặt ra ngoài mọi người khác bởi phép truyền chức thánh làm thành một cộng đoàn siêu nhiên ấn định bởi quyền ban bí tích và được cai quản bởi đấng kế vị thánh Phêrô. Họ phải sống xứng đáng với phận vụ thiêng liêng. Ngài nhiệt thành ủng hộ luật độc thân của giáo sĩ và chống lại mọi thứ buôn thần bán thánh. Ngài cũng nỗ lực diệt trừ mọi can thiệp vào việc chọn giám mục, nhất là sự can thiệp của hoàng đế. Dầu không thành công trong việc này, nhưng chắc chắn đã làm thay đổi thái độ của mọi người đối với giáo hội. Sau khi đã từ trần, lý tưởng canh tân giáo hội của Ngài mới rõ rệt hơn, sắc bén hơn và tiến gần tới hiện thực hơn. Ngài được phong hiển thánh do Đức Phaolô thứ 5 năm 1606, mặc dầu có sự chống đối của chính phủ Pháp và Áo. Thánh Beda khả kính, linh mục tiến sĩ. Chính Thánh Beda kể cho chúng ta biết đời sống của Ngài qua các tác phẩm Ngài để lại. Về cuộc đời thơ ấu của Ngài, trong vài câu thêm vào cuốn lịch sử giáo hội Ngài cho biết, Ngài sinh tại Escouse, nước Anh, năm 673. Tên Beda theo từ ngữ Saxon có nghĩa là cầu nguyện. Cuộc sống của Ngài rất gương mẫu nên người ta thêm cho Ngài biệt danh Venerabile, có nghĩa là khả kính. Năm lên 7 tuổi, Ngài mồ côi cha mẹ và được vị tu viện trưởng Benedicto Biscop săn sóc giáo dục.
Lúc 18 tuổi, Ngài được phong chức phó tế vào năm 702 hay 703, tức là lúc 29 tuổi, Ngài được thụ phong linh mục. Chúng ta có thể tóm lược cuộc sống ấy bằng chính lời Ngài. Tôi đã sống trọn đời nỗ lực học hỏi Kinh Thánh, trong khi tuân thủ luật dòng cũng như bổn phận hàng ngày và hát thánh ca tại nhà thờ. Tôi sung sướng được học hành, dạy dỗ và viết lách. Ngài học hỏi Kinh Thánh, khoa học, lịch sử và dạy học. Ngài siêng năng học biết và mến mộ lời Chúa, đến nỗi Ngài thuộc nhiều câu, nhiều đoạn trong sách thánh. Ngài thường cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương ban cho con học biết nhiều môn học phần đời. Nhưng con chỉ mong học biết Chúa hơn, vì Chúa là nguồn mạch mọi sự khôn ngoan, là sự thật và là sự sống của con. Là một bậc thầy lỗi lạc, chẳng những thánh nhân dạy cho môn sinh những gì Ngài đã học biết, mà còn truyền đạt những suy nghĩ, những kinh nghiệm và những điều Ngài xác tín. Thánh nhân hết lòng phụng sự nhà dòng, không mấy khi Ngài rời khỏi tu viện. Chúng ta chỉ nghe biết có hai câu chuyện du hành của Ngài. Một lần Ngài đi thu thập tài liệu về đời thánh Cuthbert, Ngài ở lại Lindisfarne và từ đó đến Framne Islano để khảo sát những di tích trong căn phòng của vị thánh. Một lần khác, Ngài đến York để thăm Đức Tổng Giám Mục Egbert và để quan sát các trường học nổi tiếng ở đó. Là một bậc thầy lỗi lạc, Ngài cố gắng không cùng để tự đào luyện mình rồi truyền thông không phải chỉ có những gì mình đã học mà còn cả cảm thức về giá trị của điều đã được hiểu biết, đặt tầm quan trọng của việc giảng dạy. Tuy nhiên chúng ta không thể nói nhiều về điểm này, nhưng các sách đủ loại Ngài viết đều là kiểu mẫu cho việc trưng dẫn các tài liệu. Chính cách trình bày cẩn thận và điều độ và gắng để được chính xác và đúng đắn làm cho các sách ấy có thế giá. Các tác phẩm của Thánh Beda có thể xếp thành ba loại. Các bút tích về thần học của Ngài chính yếu gồm những phần dẫn giải thánh kinh của một thầy dạy, phần lớn dựa trên các sách giáo phụ Tây Phương. Dầu thiếu sự độc sáng trong cách trình bày, nhưng những dẫn giải của Thánh Beda ngày nay còn là phương tiện tốt đẹp nhất để hiểu về các giáo phụ. Các tác phẩm về khoa học của Ngài, một phần là những giải thích cổ truyền về các hiện tượng tự nhiên, một phần bàn về niên lịch và cách tính của Đông Phương. Tác phẩm De Temporibus về thời gian giúp đi đến quyết định chọn mầu nhiệm nhập thể làm thời điểm ghi ngày tháng khởi đầu mọi biến cố. Cách tính niên lịch của Ngài lấy thời điểm Chúa Giêsu Giáng sinh làm cột mốc đã được Kitô giáo Tây Phương chấp nhận rộng rãi hơn cả. Các tác phẩm về lịch sử của Thánh Nhân có lẽ ngày nay được nhớ tới nhiều hơn hết. Cuốn Lịch sử giáo hội của dân Angles là một trong những tác phẩm quan trọng nhất về lịch sử về thời đầu Trung Cổ. Ngài đã viết cách khách quan và phê phán cách quân bình dựa trên những tài liệu và nhân chứng đáng tin cậy. Ngài cũng viết một tiểu sử về các tu viện Wermont và thơ văn về cuộc đời Thánh Cuthbert. Ngoài việc dạy học và viết sách, Ngài chuyên cần cầu nguyện, học hỏi lời Chúa, tập rèn nhân đức. Kể từ năm 679, Ngài ở hai tu viện Wermont và Charrow, chăm chú thi hành bổn phận thuộc đời sống tu trì. Lời kinh ở cuối cuốn lịch sử giáo hội trình bày lý tưởng của Ngài. Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con khẩn cầu Chúa, khi đã cho con được vui hưởng những lời khôn ngoan của Chúa, thì xin cho con một ngày kia được đến gần bên thánh nhan Chúa. Năm 735, tuy thánh nhân chỉ 63 tuổi, nhưng sức khỏe suy yếu vì bệnh hoạn dày vò thân xác. Mặc dù thế, Ngài vẫn cố gắng làm việc đến giây phút cuối cùng. Ngài đọc cho thầy thơ ký hoàn tất cuốn chú giải phúc âm Thánh Gioan. Sau đó thầy thơ ký nói, con đã viết xong câu đó. Ngài đáp, con nói đúng, mọi sự đã xong. Vậy hãy nâng đầu thầy dậy, vì thầy muốn ngồi nhìn thẳng vào nhà nguyện đấng thánh của thầy, nơi thầy vẫn cầu nguyện, để thầy có thể ngồi mà cầu khẩn cha thầy. 48 giờ cuối cùng trên giường bệnh, đúng ngày 27 tháng 5 năm 735, đang khi Ngài ngồi trên nền nhà phòng mình và hát tiểu khúc Ôi vô vinh quang của giờ kính lễ thăng thiên, đến câu Sáng danh Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, Ngài thở hơi cuối cùng. Chắc chắn chúng ta tin rằng khi ở trần gian, Ngài đã sốt sắng chịu khó ngợi khen Chúa thì Ngài sẽ được lên hưởng hạnh phúc trên trời. Đương thời, không ai nghi ngờ sự thánh thiện của Thánh Nhân, tuy Ngài đã không làm một phép lạ, không được mở một thị kiến và không mở ra một đường lối tu đức mới mẻ nào.
nhưng Ngài có ảnh hưởng rất lớn trên giáo hội Tây Phương Latin. Năm 1899, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 12 đã tặng phong Ngài chức tiến sĩ hội thánh. Lạy Chúa, Chúa đã dùng một học giả uyên thâm là Thánh Beda Linh Mục mà làm cho hội thánh thêm vinh quang rực rỡ. Nhờ sự khôn ngoan và công nghiệp của thánh nhân, xin cho chúng con là tôi tớ Chúa được luôn soi sáng và giúp đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chỉ có mình Chúa là chốn con tựa nương, là thanh lý vững bền, chờ che con yên an. Dù có cuồng phong, dù bão giông giăng đầy, con vẫn không lo gì. Chúng con nương nhờ.
quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Mẹ có phúc hơn mọi người nữ, những bài suy niệm về Đức Maria trong tháng Hoa Mẹ, được biên soạn bởi Đức Hồng Y Joan Newman và chuyển ngữ bởi Linh Mục Benno Kim thuộc dòng Đồng Công và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với giọng đọc của Maria Mai Trang. Ngày 25 tháng 5, Đức Maria là mẹ hoàn toàn trinh trong. Một chân lý khác làm cho những tâm hồn đạo đức dễ tin tưởng ở tín điều hồn xác mẹ lên trời ngay sau khi chết, không phải chờ đợi ngày mọi người sống lại, là điều rút ra từ giáo lý mẹ vô nhiễm thai. Giáo lý mẹ vô nhiễm thai dạy chúng ta rằng mẹ không hề phạm một tội nào, dù nhỏ mọn trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Hơn nữa, tội ông Adam, gọi là tội tổ tông, không bao giờ chạm tới mẹ như nó đã dính liền với các con cháu ông. Đặc ân mẹ lên trời cho chúng ta biết, sau khi chết cả linh hồn và xác mẹ được đưa lên trời, xác mẹ không ở lại trong mồ lâu ngày như trường hợp các người khác, kể cả các vị đại thánh. Các ngài phải đợi cho đến ngày sau hết, thân xác các ngài mới được sống lại. Lý do thứ nhất là vì con thánh mẹ yêu mến mẹ vô cùng nên không thể để thân xác mẹ trong mồ lâu. Lý do thứ hai, điều này hiện giờ đang trước mặt chúng ta, là không những mẹ yêu mến Chúa chúng ta như một người mẹ yêu mến một người con trai mình, mà mẹ lại là vị thánh trội vượt hơn hết, tràn đầy ân thánh hơn hết mọi tạo vật. Ông Adam và bà Eva đã được tạo dựng trong tình trạng chính trực và vô tội, ân sủng Thiên Chúa tràn đổ trên mình, do đó thân xác ông bà sẽ không bị hư đắc, trở thành tro bụi nếu các ngài không phạm tội. Nếu bà Eva, người con gái xinh đẹp của Thiên Chúa, sẽ không bao giờ biến thành tro bụi nếu bà không phạm tội. Chúng ta sẽ không nói rằng vì không hề phạm tội, mẹ đã giữ lại được đặc ân mà bà Eva mất vì phạm tội, được không? Mẹ Maria có làm điều gì để mất đặc ân Chúa ban cho hai vị nguyên tổ chúng ta lúc ban đầu không? Vẻ xinh đẹp của mẹ có trở thành tồi tệ, vẻ huy hoàng trong sáng của mẹ có trở thành mờ tối được không? Không thể được. Do đó, chúng ta tin rằng, dù mẹ có chết trong một thời gian vắn, như chính Chúa chúng ta đã chết, nhờ quyền năng tối cao của Chúa, mẹ cũng trỗi dậy khỏi mồ như Chúa. Một chàng hoa mắt côi, hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh xót men, xin dâng về nữ vương hiền đình. Hân hoan cõi lòng như ngày
con Chúa phục sinh, như khi môn sinh nhận thánh thần, như khi mẹ về trời vinh son, kế thoa kinh để dâng mẹ. Một chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xót men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Một chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xót men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tác phẩm Chúa Giêsu đang sống. Tác giả: Linh mục Emiliano Tardis và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với các giọng đọc của Maria Minh Liên, Maria Bích Vân và Phêrô Đức Thành. Thời kỳ phục hồi. Đối với tất cả những trường hợp bệnh tật trên, thời kỳ phục hồi có một tầm quan trọng hàng đầu, bởi vì sự chữa lành tùy thuộc vào đó. Dù là bệnh nội tâm hay bệnh thể lý, khi Chúa đã can thiệp một cách lạ lùng và kỳ diệu, đương sự cần một thời kỳ phục hồi để khỏi rơi vào bệnh cũ. Đây là vài khía cạnh của sự phục hồi. Đời sống bí tích. Đương sự đã được Chúa chữa lành, đặc biệt cần một sự bồi dưỡng mà Thiên Chúa ban cho qua các bí tích. Chúng tôi nói đến đời sống bí tích bởi vì đây là sự sống thần linh được thông qua các bí tích. Người ta không thể nào bỏ qua nếu muốn được chữa lành hoàn toàn. Nếp sống cầu nguyện chính là tiếp xúc trực tiếp với nguồn của sức khỏe. Tiếp xúc với Chúa quan trọng hơn truyền máu hay truyền dưỡng khí cho bệnh nhân. Nếu cắt đứt tiếp xúc này, chúng ta liều mình mất đi cái gì còn quý hơn cả sức khỏe phần xác hay phần hồn? Cầu nguyện là sự hiệp thông tình yêu. Đọc lời Chúa. Lời Chúa tẩy sạch và chữa lành. Không phải những cây cỏ hay thuốc xịt chữa lành họ, song chính lời Chúa chữa lành tất cả mọi sự. Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với đức tin là phương thuốc hiệu nghiệm nhất, vì chính lời đưa đến sự sống đời đời. Cộng đoàn tập thể. Nhiều khi người ta không hưởng được hoa quả của ơn chữa lành nội tâm, vì họ sống cô lập với cộng đoàn. Hơn nữa, chúng tôi có thể quả quyết, Thiên Chúa muốn tất cả, chứ không chỉ một số chi thể, tức là cộng đoàn, giáo hội của con Ngài đều được lành mạnh. Hai hành vi đặc trưng trong sứ vụ của Đức Giêsu Kitô là chữa bệnh và tha thứ. Ngài đã chữa nhiều bệnh tật, chứng tỏ lòng trắc ẩn lớn lao của Ngài
trước các thống khổ của nhân loại. Nhưng cũng còn có ý nghĩa nữa là trong nước Thiên Chúa, tức là thân thể Đức Kitô, sẽ không còn bệnh tật, cũng như chẳng còn đau khổ nữa. Như thế, ngay từ đầu, sứ vụ của Đức Giêsu có ý nghĩa nhằm giải phóng con người khỏi những sự giữ mà họ phải chịu. Sự chữa lành đầy đủ chỉ xảy ra theo mức độ chúng ta sống mầu nhiệm thân thể của Đức Kitô. Thông điệp đức tin và lòng mến trong sự cậy trông vào hồi chung cục viên mãn. Phục vụ. Tất cả chúng ta đều đi tìm hạnh phúc. Đó là lý do tại sao ta muốn được chữa lành. Nhưng sự chữa lành trọn vẹn chỉ tìm thấy trong các mối phúc của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã cho ta khuôn vàng thước ngọc để đạt hạnh phúc. Cho thì vui hơn là lãnh nhận. Theo mức độ từ bỏ mình để hiến thân phục vụ anh em, ta sẽ đạt được sự chữa lành trọn vẹn. Khi Đức Giêsu giải thoát Maria Magdalena khỏi bầy quỷ, bà đã có một thời gian phục hồi lâu dài để được chữa lành trọn vẹn. Nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy Maria Magdalena đã trải qua đủ 5 điểm vừa nêu trên. Chương 6. Công việc giải thoát. Có một lãnh vực vừa tế nhị lại vừa thực tế, đó là hoạt động của ma quỷ trên thế gian và trên con người. Chúa Giêsu thường xuyên nói về điều đó. Chúng ta thấy Ngài ra công chiến đấu chống Satan và các quyền lực của nó đang thống trị thế giới. Hơn thế, một trong những bằng chứng mà Đức Giêsu đưa ra để nhận biết tính thiên sai của Ngài là việc xua trừ ma quỷ. Ví bằng ta nhờ ngón tay quyền phép Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là nước Thiên Chúa đã đến trên các ngươi. Nhờ cái chết, Đức Giêsu đã thắng đầu mục tối tăm, và bởi sự phục sinh, chúng ta đã được chuyển vào trong vương quốc của tình yêu Ngài. Thánh Phêrô đã tóm lược công cuộc thiên sai của Đức Giêsu trong 4 điểm. Thứ nhất, được sức giàu bằng thánh thần và bằng quyền năng. Thứ hai, thi ân giáng phúc. Thứ ba, chữa lành. Thứ tư, giải thoát kẻ bị quỷ ma áp bức. Chính trong bảng tóm kết này, chúng ta gặp thấy tác vụ giải thoát. Đó không phải là một tác vụ lẻ loi, nó gắn liền với toàn bộ việc rao truyền tin mừng. Chính những người đã lãnh được từ Thiên Chúa giàu thánh của Thánh Thần, họ sẽ thi hành tác vụ ấy nhân danh Chúa Giêsu. Không chỉ có việc trừ quỷ, nhưng còn là thi ân giáng phúc. Càng nhiều đến mức tối đa càng tốt, tức là làm cho ơn cứu rỗi của cá nhân và cộng đoàn phát huy hiệu quả. Các tông đồ đã được sai đi để rao báo tin mừng và đuổi trừ ma quỷ, và họ đã trở về với niềm vui sướng vì đã khuất phục được chúng. Tuy nhiên, có những người cho rằng từ những đoạn văn ấy mà kết luận là có ma quỷ và nó vẫn hoạt động, thì đó là trở về với những tư tưởng thời Trung Cổ, hoặc rơi vào khuynh hướng hiểu Thánh Kinh theo mặt chữ. Không phải tôi thích rêu rao và làm cho người ta biết đến sự hiện hữu của Satan, nhưng vấn đề là thế giới phải biết và yêu mến Chúa Giêsu, mà Satan là kẻ đại thù của Thiên Chúa. Nó cản trở chúng ta gặp Chúa. Nếu không hay biết gì về những lời dối trá mà nó thường sử dụng,
chúng ta sẽ không thể chống trả lại các mũi ruồi tấn công của nó. Đức Giáo Chủ Phaolô Đệ Lục. Trong diễn văn nổi tiếng ngày 15 tháng 11 năm 1972 đã nói: Một trong những nhu cầu chính của giáo hội hôm nay là cần có những phương thế phòng chống kẻ dữ, gọi là ma quỷ. Sự dữ không chỉ là thiếu vắng một cái gì đó, song là một tác nhân cụ thể, một hữu thể sống động và thiêng liêng, hư đốn, gian tà. Nó gây ra sự hư vong, từ chối không chấp nhận thực tại ấy, là đi ngược lại các lời dạy của Thánh Kinh và các giáo huấn của giáo hội. Còn phải nhắc lại là Kinh Lạy Cha kết thúc bằng câu: Nhưng cứu chúng con cho khỏi kẻ dữ. Phải hiểu là cứu cho khỏi quỷ dữ, chứ không chỉ hiểu khỏi sự dữ như người ta thường dịch. Cha Salvador Carrillo, tiến sĩ thần học, dẫn giải: Satan đạt được một thắng lợi lớn, đó là làm cho ta không còn tin có nó nữa. Như vậy, ta để cho nó tự do hoạt động. Trong Cựu Ước, ma quỷ hầu như không xuất hiện. Sau khi Chúa Giêsu đến, ảnh hưởng của nó giảm dần. Chỉ còn xuất hiện một vài nơi, trong rất ít bản văn. Nhưng trong sách Tin Mừng, đứng trước sự hiện diện cứu độ của Chúa Giêsu, hoạt động của nó mạnh mẽ và lộ liễu. Vậy có gì là lạ nếu trong thời kỳ này chúng ta đang chứng kiến sự biểu lộ quyền năng của Chúa Kitô và các thế lực sự dữ lại vùng dậy như đã xảy ra trong thời sứ vụ của Ngài? Chúng tôi xin nhấn mạnh sự kiện này. Ta đừng tập trung chú ý vào hành động của quỷ ma. Nó chỉ là triệu báo, tức là dấu hiệu báo rằng Chúa Giêsu đang hoạt động mạnh mẽ giữa chúng ta. Ngài đã đến để giải thoát ta khỏi quyền lực của đầu mục thế gian này. Và Ngài đã toàn thắng trên thập giá, Satan đã bại trận. Nhưng đôi khi nó phát điên, bởi vì nó đã bị xiềng lại. Chúa Giêsu đã đạp dập đầu kẻ thù. Có những người khác lại rêu rao, đôi lúc còn phóng đại quyền lực và hoạt động của Satan, gán cho ma quỷ những gì xấu xa hay bất cứ sự khó khăn nào mà họ gặp phải. Họ thấy đâu cũng là ma quỷ và muốn trừ tà cho cả bệnh sổ mũi của họ. Thế là người ta lại rơi vào một thái cực ngược lại. Ta nên nhớ rằng những kẻ thù của linh hồn còn có thế gian và xác thịt nữa. Satan thích hai chuyện. Một là ta không biết gì về nó. Hai là nghĩ nó quyền phép quá lớn. Để hiểu đích xác, sau đây ta xem ba hình thức hoạt động của ma quỷ ức chế và ám ảnh là những chuyện thông thường hơn, còn quỷ ám thì hiếm họa. Ức chế, đó là hoạt động của Satan trên thân thể hay trên các sự vật. Ví dụ, gây những tiếng động vào ban đêm, những vật dụng bị lay động, ánh sáng lập lòe, lúc chớp lúc tắt, những tiếng nói, một số bệnh tật kỳ lạ mà y khoa không chẩn đoán được. Đó là những hoạt động bên ngoài. Một hôm,
một giám mục vùng Caribe gửi đến tôi cô em họ của ngài đang bị một bệnh kỳ lạ. Chúng tôi đã cầu nguyện và Chúa đã giải thoát cô. Sau đó, cô đã mời tôi đến nhà, vì ở đó xảy ra những chuyện kỳ lạ. Tôi nói với cô là, Đức Giám Mục, anh cô, có thể đến và làm phép nhà. Đức Giám Mục đã đến làm phép nhà, thế là không còn vấn đề gì xảy ra nữa. Mọi sự đều rất đơn giản, vì đối với Đức Giê-xu, tất cả đều giản đơn. Phần ta thì phân biệt vấn đề dễ với vấn đề khó, nhưng đối với Đức Giê-xu, mọi vấn đề đều dễ. Nếu không, Ngài đã chẳng là Đức Chúa. Tôi nhớ đến một trường hợp khác rất quan trọng, một người tên là Giulio Nune. Ông chỉ có thể bò đi bằng tứ chi như một con vật nhỏ. Ông cũng được Chúa chữa lành trong một buổi họp cầu nguyện. Việc chữa lành gây tiếng vang lớn đến nỗi, đi đến đâu, ông cũng phải làm chứng. Một hôm, có người đàn bà đến gặp ông và hỏi, có phải ông là người bại liệt trước kia không? Phải, nhưng Chúa đã cho tôi đứng lên được. Chúng tôi đã nhiều lần mời ông theo chúng tôi để làm chứng trong những buổi tĩnh tâm về sự lành bệnh kỳ diệu ông đã được. Một năm sau, cha sở xứ San Francisco de Macquarie mời chúng tôi giảng tĩnh tâm đặc sủng. Tôi lại mời Giulio Nune với ý nghĩ rằng chứng tá của ông sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn, bởi vì ông cũng thuộc sứ đạo ấy. Khi tôi đến, đang lúc tìm hỏi thăm về ông, một bà lại gần tôi và nói với vẻ buồn rầu. Cha ơi, Giulio ngã bệnh lại, bò bốn chân như trước. Ông ta bò trở lại bao lâu rồi? Từ 5 ngày nay. Tôi sai người đi kiếm ông. Rồi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ, và như một tia chớp, mấy chữ ma bệnh lóe lên trong trí tôi. Tôi liền lấy uy quyền nhân danh Chúa Giê-xu mà nói, thử bệnh tà khí, nhân danh Chúa Giê-xu Kitô, ta truyền cho bay phải đi ra khỏi và trả lại tự do cho người con của Chúa đây. Nhân danh Chúa Giê-xu, ta ra lệnh cho ngươi phải quỳ xuống dưới chân Chúa Giê-xu để Ngài sai khiến ngươi, và ta cấm ngươi không được trở lại quấy phá người này, vì ông ta là con Thiên Chúa, và ngươi không được giữ phần vào. Giulio rung mình một cái và đơn giản đứng lên, bắt đầu bước đi. Satan ức chế để ông không thể làm lời chứng về việc khỏi bệnh. Nhưng Thiên Chúa khôn ngoan hơn, đã hồi phục cho Giulio. Lời chứng của ông này mạnh gấp đôi, ơn được chữa bệnh và được giải thoát khỏi ức chế. Trong việc cầu nguyện bằng tiếng lạ, Chúa đến trợ giúp sự yếu hèn của tôi, cho tôi một sự biện phân đặc sủng, để bảo vệ cho tôi. Biết việc gì đã xảy ra cho Giulio, ông bị một ma bệnh làm khốn. Điều nói trên có thể gây ngạc nhiên cho ai không đọc tin mừng. Trong đó có ghi một trường hợp tương tự. Có một phụ nữ bị ma nhập đã 18 năm, lưng bà còng xuống, không thể ngẩng thẳng lên được. Đức Giê-xu bảo bà ấy, này, bà được khỏi tật đó. Đoạn, Ngài đặt tay trên bà, và ngay lúc đó, người bà đã thẳng lại, và bà tôn vinh Thiên Chúa. Đức Giê-xu vạch rõ bệnh này do ảnh hưởng ma quỷ. Ở vài câu sau đó, người con gái Abraham đây bị Satan cột trói đã 18 năm. Jong Hee-cho,
người đại hàn, trong cuốn Sống Thành Công đã nói: Satan là một thiên sứ đã phản loạn mà thành quỷ. Vì thế, Satan có quyền mạnh hơn con người. Do vậy, Satan kiểm soát con người bằng cách khống chế. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, sự sống của Thiên Chúa đến trong chúng ta và chúng ta trở nên cao hơn giới thiên sứ. Vì thế, chúng ta có thể đuổi quỷ. Một người lớn đá một kẻ nhỏ hơn thì kẻ nhỏ phải bỏ chạy. Vì thế, khi bạn nhân danh Chúa Giêsu Kitô ra lệnh cho Satan hãy cút đi, thì nó buộc phải làm theo luật Thiên Chúa mà ra đi. Bạn không phải là giới yếu đuối nữa, bạn đang có quyền năng lớn lao, vì sự sống đời đời ở trong bạn, và bạn có thể nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Bạn đang có quyền năng mà Đức Kitô đã ban cho chúng ta. Trong lời hứa quý báu này, Đức Kitô đã ban cho chúng ta hai chữ kỳ diệu: Ta ban cho các ngươi uy quyền. Uy quyền trên quyền lực của kẻ nghịch, tức là Satan. Uy quyền mạnh hơn quyền lực. Bà nội tôi 83 tuổi, nói về quyền lực thì thân thể bà rất yếu. Nhưng bà có uy quyền khi bà bảo tôi: Cháu ơi, lại đây. Thì tôi lại, nếu bà bảo tôi đi, tôi liền đi. Đức Kitô phán: Ta ban cho các ngươi uy quyền để các ngươi có thể giày đạp trên quyền lực Satan. Hãy sử dụng uy quyền của Chúa ban cho bạn, dầu bạn cảm thấy mạnh mẽ hay không, dầu bạn cảm thấy diệu kỳ hay không diệu kỳ. Satan có quyền, nhưng ta có uy quyền cao hơn. Mặc dầu chiếc xe hơi có năng lực mạnh mẽ hơn, song người cảnh sát có uy quyền hơn. Khi ông giơ tay là xe phải dừng lại. Khi ông ta hạ tay xuống, xe đó mới được đi. Vậy, đừng nói bạn không thể trừ quỷ. Trong sách Công vụ Tông đồ, ta thấy người ta đem đến cho các tông đồ những bệnh nhân, những người bị thần ô uế quấy phá, và họ đều được chữa lành. Ám ảnh. Chúng tôi gọi ám ảnh là ảnh hưởng hay tác động của ma quỷ trên tâm trí người ta, ức chế biểu lộ ra bên ngoài hay ở sự vật, còn ám ảnh biểu lộ bên trong. Có những người bị quấy phá bởi những ám ảnh dâm dục ghê gớm, người khác bởi những ý nghĩ tự sát, muốn nói phạm thượng, tự hủy diệt, tự khinh miệt, hoặc ám ảnh bởi ý nghĩ không đáng được Thiên Chúa thứ tha. Trong những trường hợp ấy, nhiều khi căn nguyên không do thể lý hay tâm lý, nhưng bởi một ám ảnh làm cho họ mất tự do và mất nghị lực vượt thắng. Ám ảnh cũng giống như cơn cám dỗ, chỉ khác là nó thường xuyên chứ không mau qua. Thêm vào đó, nó có một sức mạnh và cường độ vượt hẳn khả năng loài người muốn thắng lướt nó. Một hôm, ở Mexico, người ta đưa đến cho tôi một người phụ nữ đã nhiều năm bị những đau khổ kỳ lạ. Chúng tôi đã cầu nguyện cho bà và xin bà cùng đọc với chúng tôi kinh lạy cha. Nhưng đến câu xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con thì bà không đọc được. Bà còn hận rất nặng bởi có một kẻ nọ vì muốn báo thù gia đình bà đã ếm bùa ngải cho bà. Sau đó, bà bắt đầu đau đớn nhiều và bà căm thù người ấy. Đây không chỉ đơn giản là một sự hờn giận
nhưng là một nô lệ thật sự. Chúng tôi cầu nguyện cho bà được giải thoát, mà không xong. Lúc ấy, tôi sực nhớ đến đứa trẻ mà các môn đệ không thể giải thoát được khỏi Satan, nên đã đem đến Chúa Giêsu. Chúng tôi đến trước mình Thánh Chúa và xin Chúa Giêsu giải thoát bà. Nhờ máu châu báu của Ngài, Chúa tức khắc giải thoát bà khỏi ma tà, bùa phép và khỏi lòng thù hận. Lần thứ nhất, sau một thời gian dài, bà có thể đọc trọn kinh lạy cha. Ở Cộng hòa Dominicana, một người đàn ông tuy có gia đình và hai con còn nhỏ, song không thể bỏ tật xấu đàng điếm. Đó là một sự thèm muốn mạnh hơn sức ông. Ông không thể cưỡng lại, mọi cố gắng đều vô hiệu. Chúng tôi đã cầu nguyện, xin cho ông được giải thoát, cũng chẳng hiệu quả. Cho đến lúc tôi hiểu rằng, không những phải xua trừ thần ô uế, mà còn phải mời ông thống hối và đến cùng bí tích hòa giải và thánh thể. Thế là ở đây, Chúa làm việc và ông được giải thoát khỏi cái ám ảnh kia. Ở Quebec, Canada, có một nữ tu thấy hiện ra trong trí một hình ảnh rất phạm thượng khi chị lên rước lễ. Chị khóc lóc và đau khổ nhiều. Chị ngỏ cùng cha giải tội, thì được khuyên là hay cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria, hãm mình phạt xác, ăn chay đủ cả, nhưng vẫn không hết. Một hôm, một linh mục có đặc sủng ở quê Bách đến tu viện và cầu nguyện cho chị được giải thoát khỏi tà thần phạm thượng ấy. Chị đã được bình phục hoàn toàn nhờ lời cầu nguyện của vị linh mục ấy. Trong Tân Ước có nhiều loại tà ma, ta cần phải biết. Thần ô uế rất thường gặp. Thần câm và điếc, các thần dữ, ma tà, bóng ốp, thần linh ác quái, thần khí lừa gạt. Lời cầu giải thoát. Chỉ thi hành tác vụ giải thoát được là nhờ danh Đức Giêsu Kitô và nhờ quyền năng Ngài. Chính nhân danh Ngài mà chúng ta nguyện xin Cha và kháng cự lại các cạm bẫy của kẻ thù. Chính nhờ quyền lực Ngài mà ta được giải thoát khỏi ức chế và ám ảnh. Việc giải thoát ấy có hai khía cạnh. Thứ nhất, cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu để người giải thoát đương sự khỏi tất cả những gì đang trói buộc họ trong sự nô lệ. Khía cạnh này đã rõ rệt và không cần phải hô hào. Thứ hai, truyền khiến cậy vào quyền lực của Chúa Kitô, đấng đã hứa: nhân danh ta chúng sẽ trừ quỷ. Đây không là một thỉnh cầu, nhưng là một mệnh lệnh. Truyền phải để cho người bệnh được tự do và bình an. Uy quyền này ta thi hành nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Lời truyền khiến đơn sơ và hiệu nghiệm nhất có trong Thánh Phaolô: nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi phụ nữ này. Có một số người trừ quỷ nhưng không cấm nó trở lại vì quên lời này của tin mừng. Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì lang thang những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Nó có thể trở lại và đem theo nó 7 thần khác dữ dằn hơn nó. Phải ra lệnh cho nó không được trở lại.
để thi hành lời cầu nguyện này, trước hết phải xin Chúa bảo vệ mình. Cũng như trong đêm vừa qua, thành cửa nhà của người Do Thái có bôi máu chiên vượt qua nên được che chở, không bị thần Chu diệt sát hại. Thì cũng vậy, máu chiên Thiên Chúa bao bọc ta, che chở ta và giải thoát ta khỏi mọi ảnh hưởng độc hại. Tôi thường cầu nguyện như sau. Con nài van hãy đổ xuống trên con và trên những người ở đây máu của chiên Thiên Chúa, đấng khử trừ tội lỗi thế gian, để xin máu đó tẩy rửa chúng con sạch mọi tội lỗi và bảo vệ chúng con khỏi mọi ảnh hưởng của kẻ dữ. Tôi nhớ lại một trường hợp giải thoát. Lúc đó, chúng tôi đã phạm phải những sai lầm, nhưng nó dạy chúng tôi nhiều bài học. Không xin phù hộ trước mà chúng tôi lại cầu xin ơn giải thoát cho một người. Trong nhóm cầu nguyện gồm độ hơn 39 người, chúng tôi đã cầu nguyện và truyền lệnh nhân danh Chúa Giêsu cho tà ma xuất ra. Người ấy đứng lên, được giải thoát. Nhưng ngay lúc đó, một người khác biểu lộ những triệu chứng y hệt. Chúng tôi lại chuyển sang người thứ ba. Ngoài việc không xin Chúa bảo vệ, chúng tôi còn học được bài học để đời. Trừ quỷ không đủ, còn phải cấm nó trở lại và bắt nó đến dưới chân thập giá để Chúa Kitô sai khiến nó. Lời nguyện xin ấy phải làm trong một cộng đoàn thu hẹp, trong một nơi riêng, không có những kẻ tò mò hay trẻ con. Nhóm ấy phải gồm toàn những người chín chắn và khôn ngoan, không bạ đâu cũng gọi là ma quỷ, nhưng biết biện phân đâu là ảnh hưởng và hiện diện của nó. Chúng ta sử dụng uy quyền trên bất cứ xiềng xích trói buộc nào, và ta bẻ gãy chúng nhân danh Chúa Giêsu, cậy vì máu châu báu và các thương tích vinh hiển. Một khía cạnh quan trọng cuối cùng. Chỉ xua đuổi bóng tối thôi thì không đủ, còn phải thắp sáng, ánh sáng Chúa Kitô lên. Nếu chúng ta rao truyền tin mừng cách đích thực, chúng ta có lẽ đã tránh khỏi nhiều trường hợp phải xin giải thoát. Bởi vì khi Chúa Giêsu Kitô đấng mạnh hơn đi đến đâu, Ngài sẽ đẩy kẻ yếu ra. Ánh sáng đẩy lui bóng tối. Chỉ nên thi hành việc giải thoát đến nơi đến chốn, trong phạm vi một cuộc rao giảng tin mừng toàn diện. Trừ tà ma để mà trừ thì chẳng có nghĩa lý gì. Đức Giêsu trước tiên sai các tông đồ đi rao giảng nước Thiên Chúa, chứ không để trừ quỷ. Trừ tà ma là một hậu quả của việc rao truyền tin mừng. Và cách chung, tôi từ chối cầu xin ơn giải thoát cho những người không đi vào tiến trình hoán cải. Tự giải thoát. Trong những trường hợp bị ức chế và ám ảnh, chúng ta có thể cầu nguyện để xin ơn tự giải thoát. Và đừng quên nắm giữ những điều mới nói trên. Nhờ đức tin nhận được trong phép thánh tẩy, chúng ta thông phần vào sự toàn thắng của Chúa Kitô và lãnh được từ danh Ngài uy quyền trừ tà ma quấy phá ta, làm ta lo âu và cản trở ta. Cậy vào quyền lực của Chúa Kitô, đừng tự tuyên bố mình được tự do, được giải thoát nhờ máu Chúa Giêsu. Tùy trường hợp và tùy kết quả của việc biện phân đặc sủng, người ta có thể sử dụng lời nguyện sau đây. Tà linh, hay tà tự sát, tà tự khinh, tà dâm dục, tà căm thù,
tà sợ hãi, vân vân. Ta truyền cho ngươi nhân danh Chúa Giêsu phải ra khỏi ta và đến dưới chân Chúa Giêsu không được trở lại làm hại ta nữa. Quỷ ám. Việc bị quỷ ám ít khi xảy ra, và ta chỉ nên nghĩ đến nó sau cùng, khi đã thử hết mọi điều khác. Nó xảy ra có thể do trước đó có đương sự cố tình phó giao ý chí mình cho Satan, bán linh hồn cho ma quỷ, ký kết những giao kèo quỷ quái với máu mình, hoặc họ thuộc về những người đã bị cha mẹ hiến cho ma quỷ, như bọn phù thủy thường làm. Sự nô lệ này rất khắc nghiệt, đến nỗi đương sự mất hết ý chí và khả năng tự giải phóng khỏi xiềng xích của nó. Một quyền lực cao hơn là điều cần thiết và phải thực hiện qua lễ nghi trừ quỷ của phụng vụ. Cuộc trừ quỷ chính thức này do Đức Giám Mục cử hành hoặc do một linh mục được ủy nhiệm để thi hành tác vụ này, kèm theo nhiều cầu nguyện và chay kiêng. Chương 7. Những trợ giúp cho việc chữa lành. Một số tác giả khi nêu những chướng ngại cản trở việc chữa lành đã kê một danh sách những hành vi hay thái độ cản trở hoạt động của Chúa. Quan điểm ấy còn cần được bàn cãi, vì Đức Giêsu là vị Chúa tể có thể làm được cả những điều không thể, và không một sự gì có thể ngăn chặn hoạt động cứu nhân độ thế của Ngài. Ngài hoàn toàn tự do và quyền phép, có thể hoạt động với sự cộng tác hay không cộng tác của ta. Điều chắc chắn là Ngài chữa lành ta một cách nghiêng không. Chẳng hạn, người ta quả quyết rằng Chúa không chữa vì thấy không có lòng tin. Điều ấy có thể đúng phần nào, nhưng tôi đã từng chứng kiến nhiều cuộc chữa lành nơi những người Hồi giáo và nơi những người không có đức tin. Thiên Chúa lớn hơn cả sự thiếu lòng tin của ta. Ta không thể bắt Chúa theo những quy luật ứng xử của ta. Đường lối của người không giống của ta, song tốt hơn nhiều. Vì lý do đó, tôi thích nói về những phương thế hoặc về những trợ giúp làm cho hoạt động của Thiên Chúa được dễ dàng hơn. Ân sủng của Thiên Chúa rất hữu hiệu, nhưng nếu được gieo trên một thửa đất đã vun xới, thì sẽ sinh hoa trái dồi dào hơn. Bằng cách rao giảng tin mừng. Điều tai hại nhất là rời tác vụ chữa lành ra khỏi toàn bộ công cuộc rao truyền tin mừng. Việc chữa lành, nếu bị tách rời và biệt lập khỏi việc rao bán minh bạch ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô, sẽ dễ bị hiểu lầm. Lời hứa của Chúa Giêsu là: nhân danh ta, chúng con sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được lành mạnh. Lời hứa ấy đi sau lệnh này: hãy đi khắp nơi thiên hạ, rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Rao truyền tin mừng là thiết lập sự cứu độ toàn diện cho con người, cứu độ cả xác hồn và trí khôn nhờ Chúa Giêsu Kitô. Chữa bệnh mà không loan báo tin mừng cứu độ là làm một công việc khập khiễng. Việc Thiên Chúa chữa lành thường nằm trong toàn bộ công cuộc rao truyền tin mừng. Và qua phương thế ấy, chữa lành bệnh nhân không chỉ chữa bệnh mà còn phải công bố một sứ điệp. Hai việc ấy luôn đi đôi với nhau. Câu cuối cùng của tin mừng Marco như thế này: họ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động và củng cố lời bằng những phép lạ kèm theo. Chính vì thế,
Tôi không thích cầu nguyện cho bệnh nhân nếu tôi không thể loan báo rằng Chúa Giêsu đang sống. Và nếu không thể đưa vài chứng từ chứng tỏ rằng tin mừng là thật và ngày nay đang được sống. Tôi làm chứng vô số phép lạ và việc chữa lành đã xảy ra. Khi người ta loan báo Chúa Giêsu, tôi không hiểu tại sao còn có những người ngạc nhiên và không chấp nhận phép lạ. Nhưng nếu Chúa Giêsu không giữ lời hứa của Ngài là chữa lành các bệnh nhân, khi chúng ta loan báo danh Ngài thì đáng ngạc nhiên hơn. Một hôm, đang bữa ăn, có người hỏi tôi một câu bất nhã. Thưa cha, cha có chắc là cha được ơn chữa bệnh không? Tôi không thể trả lời ngay, và mọi người nhìn tôi chờ đợi. Cuối cùng tôi nói. Tôi chắc một điều là tôi có sứ mệnh rao giảng tin mừng, và có các phép lạ và chữa lành đi kèm theo việc rao báo đó. Tôi chỉ rao giảng và cầu nguyện, còn Thiên Chúa, Ngài chữa bệnh. Với niềm tin như thế, chúng tôi đã hợp thành một ekip làm việc rất tốt, và chúng tôi ăn ý nhau lắm. Trong hội nghị Quebec năm 1974, người ta mời tôi giảng một khóa về các dấu lạ kèm theo việc rao giảng tin mừng. Phòng họp đông nghẹt với 2.000 thính giả. Nghe ngoài hành lang có nhiều tiếng ồn ào, tôi đi ra đóng cửa để dễ cầm trí hơn. Ngoài đó có một bà ngồi xe lăn đã 5 năm rưỡi. Tôi mời bà vào trong, nhưng bà trả lời. Tôi muốn lắm, nhưng người ta không cho đi vào. Vì phòng đầy người, phần tôi không thể đi được. Tôi đáp. Mời bà vào. Rồi tôi đẩy xe cho bà, tôi đóng cửa và bắt đầu diễn giảng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rao truyền Đức Giêsu đã sống lại. Ngài chữa lành và cứu vớt bất cứ ai. Tôi quen làm chứng về việc khỏi bệnh của tôi và nói rằng Chúa chữa lành bởi vì Chúa yêu thương. Tôi nhấn mạnh sự quan trọng của việc làm chứng về các việc kỳ diệu của Chúa trong đời ta. Một người đàn ông đứng lên nói. Tôi là một Kitô hữu và tin nơi Thiên Chúa. Nhưng là một bác sĩ, tôi nghĩ, trước khi quả quyết là đã được khỏi bệnh, ta phải xét nghiệm y khoa để xác nhận, như người ta vẫn làm ở Lộ Đức. Tôi đáp. Với tư cách là một bác sĩ, ông có quyền làm thế, nhưng khi có ai được ơn lành bệnh, như trường hợp tôi đây, họ không thể đợi các bác sĩ phán quyết. Rồi mới tạ ơn Chúa. Ông lại biện bạch là chúng ta phải thận trọng, vân vân. Và ông dùng những ngôn từ mà tôi không hiểu gì cả. Những lời lẽ của ông lạnh như đá, rơi xuống trên cửa tọa, và tôi không biết trả lời thế nào. Đang khi ông bác sĩ nại vào sự khôn ngoan và thận trọng của mình, gây ra sự hoang mang trên cử tọa chúng tôi, thì bà ngồi trên xe lăn mà chính tôi giới thiệu với cả hội trường lúc nãy. Cảm nhận một sức mạnh xâm chiếm bà đứng lên và bắt đầu bước đi một mình trong phòng. Từ 5 năm rưỡi nay, do một tai nạn xe cộ, bà đã bị bại liệt. Bác sĩ đã giải phẫu và cắt đi xương bánh chè. Như thế, theo đúng y học, thì bà không còn có thể đi được. Nhưng Chúa đã cho bà đi được. Giữa tiếng vỗ tay vang rền và tiếng hoan hô khâm phục của tất cả cử tọa, người thì ràn rụa nước mắt, kẻ thì đến chúc mừng bà. Tên bà là Helen Lacroix.
bà lên máy vi âm và làm chứng trước mặt tất cả chúng tôi. Khi bà dứt lời, người ta vỗ tay tán thưởng. Tôi hỏi ông bác sĩ để xem ông có nghĩ rằng cần xét nghiệm y khoa trước đã, hay là chúng tôi phải tạ ơn Thiên Chúa ngay. Ông ta liền quỳ xuống. Chính ông là người bị đánh động nhất. Ông cảm thấy buồn khổ và tủi hổ vì phá bầu không khí của buổi họp. Tôi nói với ông: đừng lo, hôm nay Thiên Chúa muốn làm một phép lạ lớn và đã dùng ông để tỏ rõ sự vinh quang của người. Người như muốn nói, cha Tạc Điếp không trả lời ông được, còn đây là câu trả lời của ta. Đấy là việc chữa lành thể lý đầu tiên mà tôi thấy tận mắt, chính lúc rao truyền tin mừng. Bằng lòng tin trông đợi. Lòng tin cũng như một ống dẫn nước lớn, giúp nguồn nước cứu độ chảy tràn vào đời ta. Đức tin làm ta được thông hiệp với chính Thiên Chúa và thông phần ơn cứu thoát toàn diện, mà được lành mạnh thể xác hay tâm hồn. Tin là trông cậy, tín nhiệm vào Thiên Chúa là phú mình không điều kiện trong tay Chúa, để mặc Chúa định liệu trên cuộc đời mình. Thế nghĩa là đức tin làm ta ngước nhìn lên Chúa Giê-xu đã chết vì ta và đã sống lại. Những ai chỉ nhìn vào mình mà không nhìn lên Chúa, người ấy chỉ nghĩ đến sự khỏi bệnh của mình hơn là nhìn lên đấng chữa bệnh. Việc chính là tin vào Chúa Giê-xu chứ không phải viện vào lòng tin của ta. Hành vi tin lớn nhất là tin rằng Thiên Chúa lớn hơn lòng tin nhỏ bé của ta, và người không hề tùy thuộc chút gì ở ta. Chúng tôi gọi chờ đợi trong lòng tin là sự xác tín và trông cậy rằng chúng ta có một Thiên Chúa hành động theo lời người đã hứa, là biết rằng người muốn chữa ta lành. Khi ta tin như thế thì ta đang tải một đường dây điện cỡ lớn thay vì những dây nhỏ tí. Ngõ hầu hoạt động của Thiên Chúa được vận chuyển qua một luồng điện cao thế mãnh liệt. Cách chung, tôi không nhận lời cầu nguyện cho một người bệnh mà trước đó chưa khơi dậy đức tin của họ, bằng một vài lời chứng để họ trông đợi và tín nhiệm vào Chúa, đấng muốn chữa lành họ. Chương trình đọc truyện Chúa Giê-xu đang sống đến đây xin tạm dừng. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo vào chương trình ngày mai. Thân ái, kính chào quý vị và các bạn trong niềm tin vào lòng thương xót và ơn chữa lành của Chúa Giê-xu. Hợp cùng bánh miên rượu tinh khiết với ân tình, con dâng ngài của lễ tinh tuyền. Tựa chùm nho chín lúa thơm nồng, tiên dâng ngài suốt cuộc đời một đời mến thương. Lê dân.
cuộc đời hôm nay con dâng hiến để tìm hồng với ước nguyện tình yêu chân thành. Làm thành cô lễ con dâng về trước thiên tòa với tâm tình nguyện cầu Chúa thương. Một lòng trung kiên cùng năm tháng xin yêu người, dẫu có nhiều điểm mấy trong đời. Tựa chùm nho chín lúa thơm nồng, tiên dâng ngài suốt cuộc đời, một đời hiến dâng. Kính thưa quý thánh giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Cuộc đời hôm nay con dâng hiến để tìm hồng với ước nguyện tình yêu chân thành. Làm thành của lễ con dâng về trước thiên tòa với tâm tình nguyện cầu Chúa thương. Một lòng trung kiên cùng năm tháng xin yêu người, dẫu có nhiều hiểm nguy trong đời. Tựa chùm nho chín lúa thơm nồng, tiên dâng ngài suốt cuộc đời, một đời hiến dâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.